Trong tương lai gần, những chiếc iPhone sẽ tiếp tục được thiết kế ở California nhưng được sản xuất tại Trung Quốc. Câu chuyện iPhone. Cả thập kỷ này, những chiếc iPhone đều được thiết kế tại một tòa nhà công nghệ cao ở Fremont, California của Mỹ, cách trung tâm Silicon khoảng 1 giờ lái xe. Sau đó, các chi tiết được các nhà cung cấp Samsung, TSMC, LG, BOE sản xuất và được chuyển đến các nhà máy lắp ráp Foxconn để hoàn thiện. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống này. Nhiều nhà máy ở Trung Quốc đã buộc phải đóng cửa. Tiếp đó, Apple phải đối mặt với sự gián đoạn trong vận chuyển, bao gồm cả đường bộ, hàng không. Ngay sau đó, nhiều hệ thống cửa hàng Apple Store buộc phải đóng cửa. Trong bối cảnh đó, ngành sản xuất của Mỹ vẫn chưa thể khắc phục được điều này. Đó cũng chính là phần lý do tại sao vào tháng giêng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp củng cố các quy tắc mua hàng Mỹ, khuyến khích chính phủ liên bang chi ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ để mua hàng hóa tới 75% các bộ phận được sản xuất tại Mỹ. Ông hy vọng việc thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm của Mỹ sẽ khiến các công ty bắt đầu tái đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ở quê nhà để đáp ứng nhu cầu đó. Người kế nhiệm của Steve Jobs, giám đốc điều hành Apple đương nhiệm Tim Cook vào tháng 4 vừa qua đã đưa ra cam kết Apple sẽ chi 430 tỷ đô la Mỹ cho các khoản đầu tư của Mỹ nhằm mang tới 20.000 việc làm tại Mỹ trong 5 năm tới để làm việc trên mạng không dây 5G, trí tuệ nhân tạo và chip silicon. Nhưng điều này quả thực quá xa vời, những chiếc iPhone, sản phẩm chủ lực của Apple rất có thể sẽ tiếp tục được lắp ráp tại các nhà máy ở Trung Quốc trong nhiều năm tới. Các chuyên gia và những người ủng hộ cho rằng để tạo ra những nhà máy sản xuất công nghệ tại Mỹ, quốc gia này sẽ cần phải dành nhiều năm để đầu tư vào các công nghệ sản xuất mới đồng bộ, bù đắp mức lương thấp hơn và các chi phí khác từ nước ngoài. Đó là chưa kể, Mỹ cũng cần phải xây dựng lại hệ thống giáo dục và dạy nghề để cải thiện nguồn lao động Mỹ và khuyến khích người lao động tham gia. Chính sách mua hàng Mỹ của Tổng thống Biden. Nhiều thập kỷ trước, các công ty sản xuất xe hơi, thuốc và đồ chơi đều sản xuất sản phẩm ở Mỹ. Nhưng ngày nay, rất nhiều quần áo được sản xuất ở các nước đang phát triển, ví dụ như Việt Nam, Bangladesh hoặc Colombia. Đồ lưu niệm và đồ chơi cũng được sản xuất nhiều ở Trung Quốc, Indonesia và Mexico. Và ngành công nghệ đã biến thành một mạng lưới rộng khắp cùng các nhà cung cấp và nhà sản xuất trên toàn thế giới. Khoáng chất khai thác từ các mỏ ở châu Phi, Úc, Nam Mỹ và Mỹ được đưa đi khắp thế giới để nấu chảy, xử lý và tạo hình thành các vi mạch, cảm biến, pin và thậm chí là các loại thủy tinh đặc biệt. Tất cả mọi thứ vận hành cho đến khi đại dịch xảy ra, khi các nhà máy ngừng hoạt động ở châu Á đã gây ra tình trạng thiếu ô tô, thuốc và thậm chí cả tỏi. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ việc Mỹ thiếu năng lực sản xuất và ngay cả Apple từ lâu đã là một trong những công ty có chuỗi cung ứng phức tạp nhất trên thế giới cũng cho thấy tình trạng thiếu linh kiện đang hạn chế số lượng máy tính bảng iPad và máy tính Mac được chế tạo. Do đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một lệnh hành pháp củng cố các quy tắc mua hàng Mỹ để thuyết phục các công ty bắt đầu tái đầu tư vào các bang, ngay cả sau khi đại dịch đi qua. Thực tế, điều này cũng được cựu Tổng thống Donald Trump mong muốn và nỗ lực trong thời gian tại vị. Nhưng sự thật là việc sản xuất tại Mỹ không phải là điều dễ dàng. Mọi thứ được lắp ráp từ các bộ phận được tập hợp lại từ khắp nơi trên thế giới. Theo các quan chức, sẽ mất khoảng một thập kỷ đầu tư tổng hợp để có được những nhân tài tốt nghiệp với các kỹ năng phù hợp, chứng chỉ, đào tạo hoặc bằng cần thiết để xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ. Cũng sẽ mất nhiều năm để chuyển đổi chuỗi cung ứng ra khỏi châu Á. Đó là chưa kể, các nhà khoa học cần phát minh ra những quy trình tái chế vật liệu đã qua sử dụng thành vật liệu mới hoặc đưa ra những công nghệ tiên tiến hơn. Nhưng ngay bây giờ, các công ty, trường học và gia đình của Mỹ đều không tập trung vào việc biến điều đó thành hiện thực. Một cuộc thăm dò của Reuters Research được công bố vào tháng 3 cho thấy, chỉ 69% những người Mỹ quan tâm tới mặt hàng do Mỹ sản xuất. Kể từ năm 2016, lĩnh vực sản xuất không có sự cải thiện vượt trội về việc làm hoặc sản lượng trong nước. Bất chấp việc chính phủ Mỹ thường xuyên cắt giảm thuế xuất doanh nghiệp, giảm quy định và tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Hiện 3 trong số các nhà sản xuất chip lớn nhất trên thế giới, Intel, TSMC và Samsung, đã cam kết đầu tư tổng cộng 42 tỷ đô la Mỹ vào các nhà máy sản xuất chip mới có trụ sở tại Mỹ ở Arizona và Texas. Tuy nhiên, mọi thứ mới chỉ xuất hiện trên bàn giấy. Việc triển khai bị đình trệ do đại dịch. Về phần mình, Apple cam kết sẽ đầu tư khoảng 430 tỷ đô la Mỹ cho các lĩnh vực như sản xuất chip và công nghệ 5G tại quê nhà. Phía nhà táo cũng đang sản xuất máy tính Mac ở Mỹ. Vào năm 2019, ngay trước khi đại dịch, công ty đã đưa ra thông báo chính thức về chiếc máy tính Mac Pro trị giá 5.999 đô la Mỹ sẽ được sản xuất tại một cơ sở ở Austin, Texas.
như máy tính Mac chỉ chiếm 10% doanh số hàng năm của Apple vào năm ngoái, và Mac Pro cũng không nằm trong số những máy tính bán chạy nhất theo nhu cầu của người tiêu dùng. Nói cách khác, còn rất lâu nữa công chúng mới nhìn thấy những chiếc iPhone made in America. Từ 24h.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free!